Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Tài của mình. Kênh Tiến Tài là nơi chia sẻ về những kiến thức xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới, những công nghệ mới được áp dụng được xe máy. Vâng, hôm nay rất vui mừng gặp các bạn trong video hôm nay. Video hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề máy Smart Tool 2 ha các bạn. Hiện tại máy Smart Tool 2 đã có một cái chức năng rất là mới mà anh em thợ đang cũng như là mong chờ rất là lâu rồi. Đó chính là những cái chức năng kiểm tra cảm biến, giả lập tín hiệu, kiểm tra ắc quy các bạn. Thì những tính năng này các anh em đã được trải nghiệm trên máy Smart FE2 rồi. Thì hôm nay chính thức sẽ có một cái phiên bản update lên cho các bạn là trên máy Smart Tool 2 luôn các bạn. Thì các bạn có thể tận dụng máy Smart Tool 2 mà các bạn không cần phải mua là thiết bị máy Smart FE2 ha. Chúng ta sẽ cập nhật nâng cấp máy Smart Tool 2 để chúng ta sẽ sử dụng các tính năng mới, tính năng kiểm tra cảm biến nè các bạn. Ở tính năng kiểm tra cảm biến thì các bạn có thể là kiểm tra là cảm biến ECT nè, CKB nè, TB vân vân các bạn, cũng như là tính năng giả lập tín hiệu. Thì giả lập tín hiệu các bạn có thể giả lập tất cả các tín hiệu cảm biến trên máy Smart, trên máy là Smart Tool 2 các bạn. Vâng. Cái chương trình mà nâng cấp cũng như là cập nhật máy Smart Tool 2 nó như thế nào thì rất là nhiều anh em thợ chưa hiểu, chưa nắm bắt được, cũng như là chưa nắm rõ được cái thông tin là cái chương trình nâng cấp đó bao gồm những gì, cũng như là anh em cần những chuẩn bị gì để chúng ta có thể nâng cấp máy Smart Tool 2, cũng như là giải đáp thắc mắc anh em à máy Smart Tool đợt này nâng cấp có tốn phí hay không. Thì trong video hôm nay mình sẽ là nói rõ cho các bạn biết về cái quy trình cũng như là cái chương trình nâng cấp máy Smart Tool 2 phiên bản là 11 chấm nó như thế nào ha các bạn. Rồi mời các bạn xem video. Hiện tại trước màn hình của các bạn mình đã có một cái máy Smart Tool 2 nè các bạn. Mình đã nâng cấp lên cái phiên bản là 11 chấm rồi. Thì anh em thợ nào mà chưa có nâng cấp hay cập nhật đối với phiên bản mới này thì anh em thợ có thể liên hệ trực tiếp cho mình ha, qua số là 0964 168 131. Và ở tính năng này thì mình cũng nói luôn sẽ là mất phí, tốn phí ha các bạn. Tại sao tốn phí? Thì trong video này mình sẽ giải thích rất là rõ ràng cho các bạn biết ha. Thì đầu tiên á, như các bạn nhìn trên cái màn hình của mình á, mình sẽ đem gần lại cho các bạn xem ha. Đây, các bạn thấy nè, trên giao diện chính của màn hình của chúng ta hiện tại, trên giao diện chính của máy Smart Tool 2 của chúng ta, các bạn sẽ thấy thứ nhất á, nó sẽ khác hoàn toàn với các phiên bản trước, đó chính là cái chức năng là giả lập và mô phỏng. Thì đây là một cái tính năng mới ha các bạn. Khi mà một cái máy mà nâng cấp lên á, mà nó không thay đổi tính năng thì các bạn được cập nhật hoàn toàn miễn phí. Đối với phiên bản 11 chấm này, khác ở một cái tính năng là tính năng giả lập và mô phỏng này, nếu anh em thợ nào muốn sử dụng ở tính năng này thì phải tốn phí các bạn. Tại vì cái máy cũ của chúng ta sẽ không có cái tính năng là giả lập và mô phỏng, thì cái máy mới này có, thì chứng tỏ rằng đó là một cái chức năng mới. Mà chức năng mới thì chức năng này của nhà sản xuất họ phát triển. Thì anh em thợ nào mà thấy tính năng này có hữu ích cho cái cửa hàng của mình thì anh em cứ việc là nâng cấp và chịu phí giúp em là cái phần này ha các bạn. Và phí nó cũng là một phần không lớn đâu các bạn ha. Hồi mình sẽ giải thích cái phần này ha. Bây giờ mình sẽ kéo xuống, mình sẽ kiểm tra cái phiên bản máy Smart Tool 2 này các bạn, cho các bạn xem ha. Và Smart Tool 2 đây. Và các bạn sẽ vào phần thông tin máy giúp mình. Đây. Hiện tại là máy này á, là 2R nè. Ha. Và phiên bản 11 chấm, số series các bạn. Và ngày update mới nhất là ngày 1 tháng 11 năm 2023 là phiên bản mới nhất. Và các bạn lưu ý, nếu như các bạn có ý định là nâng cấp cái máy của mình lên thì các bạn hãy lưu ý giúp mình ngay chỗ số series nè, serino nè. Ha. Và các bạn đếm, hiện tại máy của mình hiện tại sẽ là 7 số nè các bạn. 3, 1, 1, 1,
599 là 7 số. Hiện tại trên máy Smart Tool trên thị trường sẽ chia ra hai dòng. Đối những cái phiên bản mà đời đầu thì các bạn sẽ xem đó là 6 số, cái số series này 6 số. Còn đối với những máy sau này, số series sẽ là 7 số ha các bạn. Các bạn có thể vào thông tin máy để các bạn kiểm tra, hoặc các bạn có thể lật cái đít ở phía sau các bạn cũng thấy nè. Số series 6 số hoặc 7 số ha. Thì đợt nâng cấp lần này sẽ dựa vào số series này để phân chia ra cái chi phí của mỗi máy sẽ là khác nhau ha. Những máy 6 số sẽ là một chi phí và những máy 7 số sẽ là những chi phí khác. Thì mình sẽ giải trình những cái chi phí này nó như thế nào. Thì mời các bạn xem tiếp ha. Trước mắt mình sẽ nói với những máy là 6 số ha các bạn. Các bạn kiểm tra giúp mình những máy 6 số thì các bạn sẽ kiểm tra số series 6 số. Thì đầu tiên đối với máy 6 số thì cái phần cứng của máy Smart Tool 2 của chúng ta sẽ được thay thế hoàn toàn mới luôn ha các bạn. Ha, đây là một tin có thể buồn cũng có thể là vui. Vui đối với những anh em thợ đang sử dụng máy hiện tại rất là cũ rồi, lắm mềm hết đời, mà chúng ta thay một cái máy mới hoàn toàn mới luôn thì mình nghĩ đó cái điều tích cực hơn là điều đáng buồn ha. Thì đối với những máy 6 số á thì công ty sẽ thay luôn cho các bạn một cái phần cứng của cái máy, là một cái bộ phần cứng ở phía trong máy ha. Thì khi những máy 6 số các bạn nâng cấp có hai trường hợp. Một, các bạn nâng cấp là chỉ là cái phần cứng của máy thôi, có nghĩa là phần cái guộc của cái máy ha, mà các bạn không có thay đổi cái vỏ ha các bạn. Có nghĩa là đối với phần cứng của máy 6 số thì nó sẽ không đáp ứng được cái phần mà tích hợp giả lập tín hiệu trên máy Smart Tool 2. Thì đối với phiên bản mới này, bên nhà sản xuất sẽ thay mới toàn bộ cái phần cứng này cho các bạn luôn ha các bạn. Nếu như các bạn chỉ thay phần cứng này không, và khi đó các bạn cần phải gửi về công ty, một là cái cáp adapter audio, hai là cái bộ cáp đọc mã lỗi ABS của Yamaha ha các bạn. Các bạn sẽ kèm theo cho mình. Đối với máy 6 số, đầu tiên các bạn cần phải xem giúp mình là cái số series là 6 số. Thứ hai nữa là các bạn hãy vào cái phần là thông tin máy Smart Tool 2, các bạn chụp cái màn hình này gửi cho mình ha. Yêu cầu đầu tiên đối với máy nâng cấp để đổi lên á, là các bạn cần phải gửi cái thông tin này qua cho mình qua số Zalo là 0964168131 là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai á, là cái máy của bạn vẫn còn hoạt động bình thường. Đây, màn hình vẫn thể hiện bình thường như thế này. Thì hai điều kiện cần và đủ để các bạn đổi máy ha. Đầu tiên là thông tin máy, thứ hai là máy của mình thể hiện đầy đủ. Thứ ba nữa các bạn cần phải gửi kèm theo là một bộ adapter audio các bạn, và một cáp nữa là đọc lỗi ABS về giúp mình ha. Nếu như máy của các bạn còn mới, giả sử máy của các bạn còn mới như thế này thì các bạn không cần phải thay vỏ, thì các bạn giữ vỏ lại. Thì đối với một cái bộ combo mà thay phần cứng cho các bạn á, thì hiện tại á, là giá của công ty đưa ra là một cái men mới, một bộ cáp đọc lỗi. Các bạn sẽ nhận về là một cái bộ cáp đọc lỗi kiểu mới nè, một cáp đọc lỗi ABS của Yamaha và một cái men adapter audio. Thì cái chi phí của máy 6 số thay đổi cái bộ này thì hiện tại là 1.200.000 các bạn. Có nghĩa là các bạn giữ cái vỏ lại, và khi các bạn gửi máy về thì mình sẽ thay cái phần cứng này vào cái máy của bạn. Các bạn sẽ nhận 1, 2, 3, 3 phần này giúp mình. Nếu như cái máy của bạn muốn thay vỏ luôn cho mới á, thì các bạn tốn thêm 300 nữa giúp mình. Thì tổng là 1.500.000 ha. Tổng sẽ là 1.500.000. Thì khi đó các bạn sẽ nhận về là một cái máy mới như thế này, đi kèm theo ba cáp này ha. Thì đây là về phần cái máy là 6 số ha. Còn đối với máy là 7 số, máy 7 số như thế này ha các bạn. Đối với những máy 7 số như thế này thì các bạn sẽ không phải là mất phí ha. Không phải là mất phí, thì chỉ cần nâng cấp lên
cập nhật lên cái bảng là 11 chấm là được rồi các bạn. Đây, các bạn sẽ vào Smart Tool 2 và cập nhật lên 11 chấm như thế này là đã được rồi ha. Rồi, thêm một phần nữa, khi mà các bạn đã có cái tính năng là giả lập mô phỏng này, đây, thì ở tính năng này các bạn sẽ thấy các chức năng của nó nè. Các bạn sẽ thấy, để mình để gõ lại cho các bạn thấy ha. Thứ nhất là chức năng là kiểm tra ắc quy nè, CKB nè, EICV nè, ISC, VSS, WSS, TB, MAB, ECT, IAT, Mobin, Kim Phung, đèn LED và đo điện áp đỉnh. Thì những cái tính năng này, để sử dụng tính năng này thì bắt buộc cần phải có bộ cáp đi kèm. Thì hiện tại trên màn hình của mình thì các bạn sẽ thấy mình có để một cái bộ phụ kiện nè, bộ phụ kiện máy Smart Tool 2. Thì bộ phụ kiện này, hiện tại công ty hỗ trợ cho các bạn nguyên một bộ phụ kiện như thế này là 1.800.000 nha các bạn. 1.800.000 bao gồm một adapter ha, một cáp kiểm tra là CKB của Honda ha các bạn, một cáp kiểm tra CKB của Yamaha, một cáp kiểm tra Mobin và là kim phun ha các bạn, cáp kiểm tra Mobin và kim phun, cáp kiểm tra ắc quy và đo điện áp đỉnh ha. Cáp này là cáp kiểm tra ắc quy và đo điện áp đỉnh, và cáp còn lại đó chính là cái cáp kiểm tra là ISC, IACV, VSS các bạn. Thì các bạn sẽ nhận ở cái bộ phụ kiện này của chúng ta sẽ có là 5 cáp và một adapter để chúng ta sử dụng những cái tính năng mới là tính năng kiểm tra ắc quy, kiểm tra CKB các bạn. Ví dụ kiểm tra CKB, mình sẽ vào CKB đi. Thì trong đây sẽ có hai phần là kiểm tra cảm biến CKB và giả lập tín hiệu CKB luôn ha. Thì tất cả những cái tính năng này, nếu như các bạn cập nhật mà các bạn không mua bộ cáp thì các bạn sẽ không sử dụng được ở những tính năng này. Và khi các bạn cập nhật thì bắt buộc các bạn mua bộ cáp này thì về các bạn mới sử dụng ở những tính năng này. Thì những tính năng này nó vẫn tương tự trên máy là Smart FE2. Thì những tính năng này mình nghĩ nó rất là hữu dụng, cũng như giúp ích công việc cho anh em thợ trong lúc sửa xe rất là nhiều ha. Để chúng ta đưa ra cái phương án là kiểm tra loại trừ và giúp chữa hàng chúng ta sẽ là chuyên nghiệp hơn ha các bạn. Này ha. Rồi, video hôm nay thì mình chia sẻ về cái phần mềm chuẩn bị đang cập nhật mới nhất cho anh em, cũng như là giải đáp thắc mắc cho anh em thợ. À, máy Smart Tool đợt này cập nhật nâng cấp có tốn phí hay không? Thì video này mình giải trình rất là rõ ràng rồi. Nếu như anh em còn thắc mắc cũng như là muốn nâng cấp máy Smart Tool 2 của mình lên cái phiên bản mới nhất là phiên bản 11 chấm, đồng thời sử dụng ở những cái tính năng là kiểm tra cảm biến, thì anh em hãy nhanh tay gọi trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin qua số Zalo là 0964168131 thì mình sẽ hỗ trợ anh em ha. Thì cũng như trong quá trình mà anh em muốn cập nhật thì các anh em cần phải gửi, thứ nhất là về thông tin máy, thứ hai là hình ảnh máy, thứ ba là cáp audio, cáp đọc lỗi ABS của Yamaha, và thứ ba nữa là cái main adapter. Thì gửi ba cái đó về cho công ty, gửi về phía mình thì mình sẽ tiến hành cập nhật cũng như là nâng cấp đổi máy mới khác cho các bạn, để các bạn các bạn về để kiểm tra những cái tính năng mới này ha. Rồi, những tính năng mà về giả lập tín hiệu mô phỏng này thì mình sẽ hướng dẫn ở những video tiếp theo ha các bạn. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn ở những video lần sau.